Xin kính chào quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn. Trường Trung học cơ sở Tam Quang được thành lập vào mùa xuân năm 2009 và được vinh dự xây dựng trên mảnh đất Tam Quang Thành Đồng của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Với chúng em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngôi trường của chúng em được nhiều bạn bè trên cả nước biết đến cũng nhờ vào tấm gương học tập của anh Hoàng Quốc Đạt. Năm lớp 8, anh đã xuất sắc giành giải ba toàn quốc trong cuộc thi chinh phục vũ môn do Trung ương Đoàn tổ chức. Ngoài các hoạt động học tập, công tác đội, chúng em luôn chú trọng về các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thêm tặng quà cho các bạn vùng sâu vùng xa và thực hiện tốt các phong trào vì bạn mùa xuân cho em. Các bạn à, năm 2020 là một dấu ấn lịch sử quan trọng của Hoài Nhơn, được chính phủ công nhận là thị xã. Và đặc biệt hơn, Hoài Nhơn vừa được đón nhận danh hiệu cao quý là anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Suốt chiều dài từ Bắc vào Nam, ngang qua Hoài Nhơn quê mình, quý khách cùng các bạn ghé vào quán nước bên đường thưởng thức trái dừa mát ngọt của Tam Quang đã đi vào thơ ca. Công đâu công uổng công thừa, công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quang. Chính nơi đây là niềm tự hào của nhân dân Hoài Nhơn về phong trào cách mạng. Tháng 12 này với chủ điểm uống nước nhớ nguồn, ngoài những việc đền ơn đáp nghĩa như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, liên đội chúng em hưởng ứng mạnh mẽ cuộc thi hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ do hội đồng đội các cấp phát động. Hôm nay tự hào cho chúng em là đội viên liên đội trường Trung học cơ sở Tam Quang về thăm di tích lịch sử về phong trào cách mạng đầu tiên của huyện Hoài Nhơn và là những tổ chức đảng ra đời sớm nhất của tỉnh Bình Định. Đây là nơi thành lập chi bộ Cửu Lợi năm 1930, là ngay dưới gốc cây cửa sát ven đầm nước, có tên gọi là đầm nước Lợ, sau này còn có tên gọi là chợ cầu. Hiện nay di tích nằm ở địa phận khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quang Nam, thị xã Hoài Nhơn, cách quốc lộ số 1 về phía đông 3 km và trung tâm thị xã Hoài Nhơn 18 km. Do vị trí nằm ở khu vực đồng bằng ven biển và quốc lộ số 1, cho nên có thể đi đến di tích bằng các phương tiện đều thuận tiện. Tháng 8 năm 1930, chi bộ Cửu Lợi, một chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Nhơn được thành lập. Chi bộ gồm 5 người do đồng chí Nguyễn Trăng làm bí thư. Sau khi thành lập, chi bộ đã vạch ra một chương trình hành động cụ thể. Từ tháng 11 năm 1930 đến tháng 4 năm 1931, chi bộ bị đứt liên lạc với xứ ủy Trung Kỳ, phong trào bị địch khủng bố ác liệt. Phần lớn các đảng viên chủ chốt của chi bộ bị bắt. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, phong trào được củng cố lại, tiếp tục chỉ đạo được quần chúng tham gia ủng hộ một cách rầm rộ và lan tỏa trên một phạm vi rộng lớn từ Hoài Nhơn cho đến sông Cầu, Phú Yên. Tiêu biểu nhất là cuộc biểu tình vào đêm 22 rạng 23 tháng 7 năm 1931 dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng. Hơn 3.000 quần chúng nhân dân đủ mọi tầng lớp ùn ùn kéo về huyện lỵ Bồng Sơn đấu tranh, đã làm rung chuyển bộ máy chính quyền cơ sở của đế quốc Pháp, chính quyền Tây Sai tại nhiều làng xã ở Hoài Nhơn. Cuộc đấu tranh này là đỉnh cao của phong trào công nhân và nông dân Bình Định dưới sự lãnh đạo của chi bộ trong thời kỳ 1930 đến 1931. Sự ra đời của chi bộ Cửu Lợi đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng huyện Hoài Nhơn nói riêng và nhân dân Bình Định nói chung, đã trở thành linh hồn trong phong trào đấu tranh của nhân dân Bình Định trong những ngày đầu có đảng. Nhà truyền thống Cửu Lợi đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong công tác giáo dục truyền thống và hung đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa quý vị, hàng tuần sáng thứ hai, chúng em đều hát quốc ca dưới cờ Tổ quốc. Hôm nay đặc biệt hơn, tự hào hơn, tập thể đội viên chúng em lại vang lên giai điệu, lời ca rất hào hùng tại dấu son chói lọi, cái nôi của tổ chức đảng và phong trào cách mạng của thị xã Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định. Giai điệu lời bài Tiếng quân ca của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 đã được Bác Hồ và Bộ Chính trị chọn làm bài quốc ca Việt Nam. Đó cũng là niềm tự hào, là sự đoàn kết, là sức mạnh của những đoàn quân rầm rập ra trận của cha anh và thế hệ nối tiếp để bảo vệ và xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, dẻo mạnh. Cởi áo chiến lan mang một nước.
nơi.